Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ôi, hôm nay rất vui khi lại được gặp mọi người trên kênh của mình nha. Ê, mày anh em ơi, tự nhiên đào đâu ra cái thằng dở hơi thế nhở? Dạo một kỳ đầu tiên rất là dễ luôn nha. Và anh em ơi, bạn nào mà chưa nhấn nút like cho video này thì nhấn like đi, ủng hộ cho Kẹo đi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Dạo rất là đơn giản thì Kẹo đã có được một kill. Wow, phải nói là cả tuần rồi mới ngồi chơi game để mà làm video đăng lên cho anh em xem đó. Hôm nay thì là ngày cập nhật của phiên bản Free Fire OB23. Chúng ta sắp có phiên bản mới để chơi rồi. Anh em ấn tượng nhất là điều gì? Đối với phiên bản Free Fire OB23 thì có nhân vật mới này, Lucetta này, rồi là súng mới AUG, không biết là có phải không nhỉ? Tôi không nhớ lắm, hay là UAG gì đấy, đủ mà kiểu streamer mà không thèm quan tâm đến game thế này thì toang thì hỏng anh em ạ, đúng không? Ôi rồi ôi, thế là anh em đã biết súng mới là súng gì chưa? Mình nhớ là mình có lên một cái video cho anh em về những cái cập nhật rồi nhá. Đủ ma mày. Mày tưởng xong kem mày ngon. Ui, ăn no mẹ liệu đi em ơi. Ôi ôi, từ từ. Ui, chạy lên cả. Ê, anh sợ chú quá. Từ từ, đéo hiểu kiểu gì. Ui, nào. Tôi phải cuốn máu đấy anh em ạ. Thì các bạn là... Ui, streamer mà không biết súng mới là súng gì thì là dở rồi anh em ơi. Dễ vai, hai kill. Cái này nhá, là thật ra là ê, tôi chơi game từ hôm qua rồi không ạ. Hôm nay là cập nhật. Không, anh em lại bảo là anh ơi sao hôm nay cập nhật mà anh lại chơi được game vậy. Tôi thề luôn, kiểu gì anh em cũng thắc mắc kiểu đó nhá. Yo. Nhưng mà nếu như các bạn muốn mình làm video game Free Fire ấy, về cái nội dung gì, ví dụ kiểu anh ơi anh làm tử chiến đi này, anh ơi anh chơi cái này đi, anh chơi cái kia đi, thì comment đi, xong là tôi sẽ thực hiện ý tưởng của anh em. Đó, dễ mà. Cũng muốn là anh em là thích cái gì để mình còn làm cho anh em xem chứ. Ui ôi, cái gì đấy? Tình hình là rất nhiều anh em được nghỉ hè rồi, sướng nhở. Ui, vãi. Ui mẹ ơi, chị ơi em xin, đéo hiểu, vỡ mẹ đầu. Ui ôi, tôi đang bắn thẳng đằng trước xong ấy, tự nhiên loài đâu ra chị gái chạy qua đây. Ui, đúng là kiểu em xin chị luôn ấy. Thể bất ngờ dã man. cái gì đấy? Hả? Mình thì hiện tại làm ngay quả giáp trắng luôn. Thể câu ấy xịn đâu, câu ấy bảo cũng xịn đi. Quả giáp trắng này, mũ ba này, ui ôi còn gì đẹp hơn nữa anh em. Combo XM8 MP40 này, nói gì đi nhở. Nhưng mà tôi sẽ lượn lờ quanh đây để xem có thằng nào hay không. Với tính Kẹo thì thường là Kẹo khá là thích chơi game Free Fire, chơi kiểu solo leo danh á, bởi vì là không có bạn chơi. Nói với anh em rồi mà cũng muốn chơi đua lắm cơ, nhưng mà không có gái chơi cùng chán lắm anh em ạ. Chả nhẽ là lại cứ đi thuê gái nhở. Hôm lâu rồi kiểu tôi thuê gái chơi play đua, chơi game Free Fire ấy, 70.000 một tiếng. Trời ơi, rồi 90.000 một tiếng tiền đâu. Hay là các bạn gái nào tình nguyện xinh xắn đáng yêu không? Ê, nhắn tin qua Gmail vào chơi game với tôi. Trêu thế thôi, chứ còn là chị em thì để ý gì tôi đâu ý. Một cái thằng ở nhà suốt ngày chỉ biết ngồi chơi game, cắm mặt cho máy tính này đấy, cắm lưng cho ghế tựa thì làm sao mà biết được cái gì. Nói chung này nghĩ cũng buồn anh em ạ, làm chim mới chủ yếu ở nhà ngồi chơi game này, lâu lâu chắc là ra ngoài đường đi uống nước thôi, chứ còn là nó thật thì kiểu mấy ông làm game như bọn mình ấy khá là ít bạn. Trao đổi chia sẻ với anh em thế thôi. Ôi, một số anh em fan cũng muốn là anh ơi em muốn làm youtuber ấy thì cần những cái gì đúng không? Thì mình cũng chỉ đơn giản thôi. Cái lúc mà mình bắt đầu mình làm YouTube ấy, mình cảm thấy là hay là cứ làm một vài cái clip vui vui ấy. Tự nhiên có người xem này, xong anh em quý mình chứ, nên là mình cũng rất là quý những người anh em đó. Ui, mẹ mày ở trên tầng đúng không? từ từ. Nó trên tầng là chúng ta không lên vội được đâu anh em ạ. Cứ phải từ từ rồi là khoai sẽ nhừ. Nhưng mà nói thật ấy, tôi cũng không thích kiểu chơi mấy thằng nó cứ ngồi trên tầng núp chết nhiều lắm rồi sợ ấy, kiểu đéo dám lên anh em. Tôi
trông kiểu to con thế này thôi nhưng mà trông tôi kiểu nhát gan lắm, nhát gái lắm anh em. Từ bé là chưa yêu ai bao giờ. Đừng tin, tôi nói phét đây anh em ạ. Ui, ui, ui. Ô bạn ơi, ôi hai bạn làm gì ấy? Tôi đứng ở đây ăn hôi. Ui ui ôi. Thương 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 thế nhở. Ô. Nhưng mà hai chúng nó lên thăng thiên chầu trời rồi. Thề luôn. Các bạn bắn game thì các bạn để ý xíu đi ôi, để như này mình ăn hết kill. Thế này là không được. Rồi nha. 4 kill 4 mạng. Sung sướng hẳn luôn. Yo, à mà anh em fan kẹo ơi, anh em nghe rõ tôi nói chứ, hiện tại thì mình đang có stream trên online nha. Ơ, đủ má mày này, tao sợ mày quá cơ. Hiện tại thì mình đang stream trên online với ID là 4739-7760 nhá. Mọi người có thể là tải app ở link mình để phần mô tả, mọi người tải app đi. Xong rồi tối ngồi coi stream, ngồi nói chuyện với mình. Chưa thật thì live stream mà không có kiểu cả nói chuyện thì cũng buồn lắm đấy. Nha. Bạn nào chưa tải app về thì tải hộ mình nhá. Cảm ơn những người anh em rất là nhiều luôn ạ. Ok. Trận đấu này hiện tại chúng ta còn 14 người chơi, cả tuần mới chơi game. Dạo này kiểu mình lười chơi game lắm anh em ơi. Ôi ôi. Bây giờ làm như nào đây? Kể mà ngày nào cũng có em nào xinh xắn rủ chơi game, giọng dễ thương cái bọn anh ơi. Anh vô chơi game đi, anh kéo em đi đúng không? Ê giời ơi, thế còn gì bằng hạnh phúc quá đúng không? Tôi nghĩ là nhiều anh em cũng mong như vậy nhưng mà cuộc sống mà, với một thằng xấu trai như tôi thì toang hỏng. Thế nên là nhiều khi tôi nói với anh em như thế này nhá. Kiếm tiền đi làm đẹp cho bản thân đúng không? Úi. Rồi nha. Ơ. Ui. Bạn ơi. Ui. Từ từ nào, làm đéo mày bắn căng ấy. Sợ quá. Úi ôi. Ra đây. Ui. Ngu ôi. Quáng. Này, thế ông đã thấy là ông ngáo chưa? Đủ má mày, tôi câu quả lựu choáng ngay phía sau lưng. Đéo hiểu dựng bóng kèo trước kiểu nó ăn quả lựu choáng xong nó quáng mẹ luôn. Ôi ôi. Thế biết nói gì nữa thôi, số phận đưa đẩy nhờ, chấp nhận nhá. Ra ngoài chơi bắn mới ấy, còn tôi sẽ giúp ông cái việc là tôi sẽ lấy top 1 trận này. Đơn giản đúng không? Easy game. Yo nhá. Wow, anh em có hỏi sao anh không leo danh tử chiến ấy. Tôi nói thật thì tử chiến hơi lười. Mà anh em chơi tử chiến anh em cũng biết chứ, ví dụ kiểu anh em mà có team squad ấy, các bạn chơi tử chiến nó rất là dễ chơi, rất là hay. Nhưng mà tử chiến leo rank mà anh em ghép đồng đội ngẫu nhiên thì đều hiểu, đồng đội ngẫu nhiên kiểu chơi như quần què, thề luôn, nhiều khi muốn đập con mẹ luôn cả điện thoại. Hey. Rồi nha, tin vui muốn chia sẻ đối với mọi người đấy là mình lại mới mua iPhone 11 Pro Max để chơi game sướng ngoài đái. Ui ôi, kiểu tôi tiết kiệm, tôi bòn rút nên tôi kiếm tiền tôi mua. Anh em đừng nghĩ tôi giàu nhá, thế tôi không có giàu. Tôi nghèo rất mùng tơi đấy, hàng ngày kiếm tiền để ăn suất cơm 25.000 đồng. Đấy, sự thật nhá. Nhiều khi các bạn hỏi là anh ơi sao anh không kiếm người yêu mà chơi game cùng ấy, chơi game chung với anh ấy. Nhưng mà khổ nỗi là, ui số anh nghèo đúng không? Số hay nghèo làm sao kiểu có thể lo cho ai được. Bản thân còn lo chưa xong làm sao mà dám yêu người khác được. Nên là nhiều khi kiểu nghĩ mà thôi, tự làm tự ăn thôi. Thời gian làm video cho anh em còn không có. Bởi vì dạo gần đây thì mình cũng có thêm một cái công việc. Mình làm, mình kiếm thêm tiền. Mà YouTube này thì bây giờ nó không phải là việc chính của mình. Thế nên là cũng hơi lười. Nhưng mà nếu như anh em muốn xem nhiều nội dung thì anh em cứ nói tôi. Dạo này, ui, đủ mà. Tuy có bận nhưng mà tôi vẫn sẽ tranh thủ lên video đều cho anh em. Đừng quên sĩ kẹo nhá. Đó. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên sĩ kẹo nha anh em. Quên tên tôi thì tôi buồn lắm đấy. Yo. Nhưng mà nhắc đến anh em hơi nhiều nhở. Thế hỏi là ở đây có bao nhiêu chị em thì giơ tay comment ngay bên dưới video đi. Bao nhiêu chị em thì comment đi đúng không? Anh em cũng comment luôn đấy. Để xem nó khảo sát là có bao nhiêu trai gái trên kênh của mình ấy. Thi thoảng mình còn làm mấy cái chương trình kiểu như là cho fan sĩ kẹo giao lưu gặp gỡ ấy. Biết đâu các bạn lại tìm được một nửa của mình ở chỗ nào đấy trong game đúng không? Đấy. Nên là nói chung thì cũng muốn tạo một cái sân chơi riêng cho anh em cộng đồng fan sĩ kẹo. Thôi nói đùa chứ, mình coi các bạn như những người anh em vậy. Nói chung thì lâu lâu lên video ngồi chém gió với anh em rất là vui nhá mọi người nhá. Bạn nào muốn chém gió nhiều hơn với mình thì
tại Adnonola đi, không phải quảng cáo đâu nha, nhưng mà mình live stream trên đó mọi người ơi. Mọi người để ý phần mô tả nhá, có hướng dẫn link tải app Adnonola đó. Mọi người tải app Evo tối coi stream anh em nói chuyện cùng với mình. Đó, dễ mà đúng không? Bình thường thì mình khá là ít khi mình trả lời comment trên YouTube ấy. Cơ bản là kênh YouTube chỉ có mình làm thôi nên là nhà bao việc. Cũng lâu lâu trả lời một vài comment kiểu đủ má mày, cái đéo gì đây. Nói chung thì anh em lâu lâu tôi mới trả lời một vài comment thôi. Rồi nhá, lên xe. Quả xe xịn xò này, hôm nay tôi lấy top 1 luôn cho anh em xem. 8 kill à, anh em đếm xem tiêu chuẩn của tôi đúng không, 10 kill top 1 luôn. Đó, chần chừ gì nữa, theo kẹo lên đường. Yo, tầm này là chỉ còn lại có 2 đứa thôi nhá. Ui, cố gắng làm sao. Ở trong nhà. Ui, ra đây em ơi. Anh đang ở ngoài. Ra đây. Nó đéo nhìn thấy tôi. Ui, cấu liệu á. Ui, sợ thế. Ui, anh ơi, anh làm em sợ quá. Ui ôi, chạy nhanh. Nhưng mà cái giáp của nó xịn hơn giáp tôi. Ui, giáp tôi nát mẹ rồi. Quả giáp chống nổ còn một xíu này. Vãi hàng thật. Căng nha, cái này kèo căng nha. Quần máu. Ui. Câu kiểu đéo gì vậy, tôi đang đứng ở ngoài mà. Câu liệu vào trong tường làm gì vậy. Rồi. Người anh em nào. Ôi ôi. Vỡ mẹ đầu. Thường dã man con ngàn. Yo. Thằng cuối công cổ vũ cho tôi đi. Cổ vũ mạnh tay lên nào. Thằng cuối rồi, bây giờ xem hạ nốt thằng cuối là win game đấy nha. 11 trái bông keo thề. Nhiều bông keo này không top 1 chắc tôi nghỉ mẹ game đi chơi làm đéo nữa anh em. Nhiều bông keo thì nó rất có lợi cho anh em mà. Wow. Well, công nhìn thấy thêm thằng nào chưa nhở? Tôi không còn thấy nhá. Bạn ơi, bạn đang ở đâu đấy? Bạn đang trốn chỗ nào đấy? Sao mình lại không thấy bạn nhở? Bên này thì khả năng là không có rồi. Mình cũng chạy qua đây nhưng mà anh em thấy ông trống trơn đấy. Thế thì khả năng là nó ở dưới nhở, có phải không ta? Anh em đoán xem. Tôi chả biết sao, hay là bên kia sông nhở? Vắng ấy. Đào đâu ra người? À đây. Thì ra là bạn ấy ở trên. Úi ôi, vừa chạy bom mà này, khoảng cách quá xa này, không nhìn thấy được. Ây, kiểu này sắp nát bom keo rồi nhá. Ôi, lại dựng thêm cơ. À, thằng này được. Yo, ra đây. Ôi rồi ôi, được nhờ, khá quá nhờ. Ui, vãi đái. Bắn súng đéo gì đấy. Kiểu, Adup hay là cây gì nhờ? M82B sao? Có thể là K98 ấy. Vãi đái. Dựng bông keo đúng không? Tôi chơi với nó luôn. Mấy trông kiểu thích one shot đúng không? Thích one shot, thích vỡ đầu anh không? Hơi khó đấy nhá. Ui ôi, sợ. Mỗi lần nó bắn kiểu run hết con mẹ cả người lên. Ngu người này. Ui ôi. Dựng bông keo đúng không? Ra đây. Bo thu thì chết bỏ mẹ. Chết bỏ mẹ chú ơi. Ui ôi. Ui ôi. Nó đổi súng. Đổi súng này. Yo, vỡ đầu. Buya. Yeah. Mọi người ơi, bây giờ thì kẹo sẽ kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.